vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên hé lộ cơ ngơi chục tỷ đồng sau ồn ào từ thiện. Trước đây, vợ chồng Thủy Tiên sống trong căn biệt thự 22 tỷ đồng tại quận 7 với thiết kế sang trọng, tông màu trắng tinh tế. Mong muốn đổi mới và hoàn thiện không gian sống, vợ chồng Thủy Tiên quyết định sửa sang lại căn biệt thự vào năm 2021. Thủy Tiên và Công Vinh sở hữu một căn biệt thự đáng mơ ước, phủ đầy cây xanh và thậm chí có cả thang máy riêng. Dù chỉ qua những bức hình hiếm hoi mà Thủy Tiên chia sẻ, người hâm mộ cũng có thể cảm nhận được sự bề thế và sang trọng của căn biệt thự này. Thủy Tiên khoe gốc trưng hoa trong nhà. Với giá trị ước tính khoảng 22 tỷ đồng, căn biệt thự ban đầu đã gây ấn tượng với thiết kế trang nhã và gam màu trắng tinh khiết. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, biệt thự bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp như tường nứt, cùng với mong muốn thay đổi một số chi tiết trong nhà. Họ quyết định sửa lại toàn bộ vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022. Thủy Tiên trồng rất nhiều hoa giấy xung quanh biệt thự. Biệt thự mới vẫn giữ gam màu trắng chủ đạo, với không gian rộng rãi và nội thất không thay đổi nhiều so với nhà cũ. Có vẻ như vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên rất yêu thích những tông màu sáng, tạo cảm giác thanh lịch và tinh khiết. Khu vườn mướt xanh của Thủy Tiên. Điểm nhấn của biệt thự chính là khu vườn rộng lớn, phủ đầy cây xanh và hoa cỏ. Thủy Tiên từng chia sẻ rằng, dù bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian chăm sóc khu vườn. Không chỉ trồng cây cảnh, cô còn trồng rau xanh phục vụ bữa ăn gia đình. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều hoa giấy và các loại hoa khác, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đẹp mắt. Biệt thự còn có một bể bơi ngoài trời, nơi Công Vinh và con gái thường vui chơi. Nội thất bên trong cũng được thiết kế tối giản nhưng hiện đại và sang trọng. Không gian bếp được thiết kế mở. Khu vực Thủy Tiên uống trà đạo cùng chồng. Phòng khách mở rộng, nối liền với khu vực nấu nướng và ăn uống, tạo nên không gian rộng rãi có thể chứa tới 20 người. Đây là nơi Thủy Tiên thường tổ chức các buổi tụ họp gia đình và bạn bè. Không gian ăn uống cực rộng rãi. Không gian bếp với thiết kế màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Cặp đôi cũng dành một khu vực riêng cho bàn trà, với tông màu đen tạo sự cổ kính và trang trọng. Trong nhà còn có cả thang máy riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.